là bạn Huyền Phương Lan mới có 25 cái xuân xanh thôi mà. 13. Bây giờ Kim đại diện cho nhóm để mà chúc cho Phương Lan không có gì mà bằng cái sức khỏe, thì chúc cho Phương Lan thật nhiều sức khỏe để mà còn có thể mình có nhiều cái plan trong năm tới, mình đi đây đi đó, đi đi vui với nhau, fashion show, fashion show rồi nhiều, rất là nhiều cái plan cho cái nhóm của tụi mình, nên là chúc trước tiên là sức khỏe cho Phương Lan. Và thứ hai nữa là Phương Lan biết là Phương Lan đang trông giống như cháu Kim mà trông cháu ngoại vậy, thì cháu thì chúc cho Phương Lan năm nay cũng được lên chức nha. Cảm ơn lên chức bà ngoại. Rồi ngoài ra còn những cái gì mà ước mơ thầm kín của Phương Lan đấy thì nó sẽ bộc lộ ra rồi. Thành sự thật nha. Thank you Kim. Cảm ơn Kim, cảm ơn các em. Dạ mấy bạn, tôi xin chào cả nhà. Ngày hôm nay là các chị tổ chức sinh nhật cho Thúy Lan 60 tuổi và chị Phương Lan 23 hả chị? 63. Rất là cảm ơn Phượng và Phong đã cho các chị em tới nhà, và Phượng đã vào bếp nấu một món rất là ngon cho mọi người ăn quá chừng no luôn rồi. Đậu bánh mì. Một bánh mì. Một người nào đấy giờ đây mấy bánh mì á. Lúc nãy thì chị Kim thay mặt cho nhóm chúc mừng sinh nhật chị Phương Lan. Bây giờ thì em thay mặt cho nhóm chúc mừng sinh nhật Thúy Lan. Các chị em trong nhóm chúc cho Thúy Lan luôn luôn được hạnh phúc, nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những video cho nhân bếp mẹ tôi, nấu nhiều món ăn ngon cho nhóm. Nhất là có thêm nhiều sức khỏe để đi du lịch. Đúng đây, rồi, theo các ý thích của Thúy Lan nha. Cảm ơn nhiều. Các chị nhiều nha. Các chị cũng nhớ dành nhiều thời gian để vào trong gian bếp mẹ tôi. Có nhiều câu chuyện hơn, sẽ có nhiều câu chuyện, sẽ có nhiều show. Gian bếp mẹ tôi có nhiều kỷ niệm của các chị em mình nha. Sắp tới đây là gian bếp mẹ tôi đang rủ đi hái trái cây. Cherry. Đang cùng em đang cũng đang nôn nao lắm. Rơi dáng ai mơ mộng, chiều
dù qua dòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông xa có con chim bay cuối trời cất lên tiếng ca dã rời của tình sao khôn nguôi. Cho tay vơi, pha cả nàng
lên đến trăm lần, nhất định chiều nhẹ nhàng đàn tóc rối, chỉ còn là giấc mơ qua rồi.
cách là một đời than tranh người của tình bay mất và một người đi khuất mình chỉ còn cây đắng để chỉ còn xa vắng để chỉ còn nắng bước cuối đường Yeah.
đời và vẫn thay Chúa. Xin cho con bước sang sang thực hành lời Chúa đã truyền ban. Chính khi yên thân là khi được nhận
Tìm yêu bên người hơn được người bên.